Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Năm rồi mình bị quay lại Mỹ, mình bị ho cả gần 2 tuần. Chưa hết luôn. Thì hôm nay mình live về vấn đề 30 tháng 4. Mình lướt Facebook, mình tham gia trên các cộng đồng mạng, mình thấy rằng nó ở quê nhà đó. Cái ngày 30 tháng 4 rất là vui. Tại vì cái ngày 30 tháng 4 nó trở thành cái ngày lễ. Các bạn biết nó trở thành ngày lễ, gọi là ngày lễ của đất nước. Trong tiếng Anh gọi là International Holiday. Là cái ngày lễ nó gọi là thuộc cấp quốc gia. Đấy, các bạn biết đất nước của mình trải qua cái thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Thì ngày 30 tháng 4 nó là một cái ngày trọng đại. Trở thành cái ngày lễ quốc gia. Thì tôi thấy người dân Việt Nam chèn ơi, họ ầm ầm ào ào, hàng triệu triệu người xuống đường đi chơi, du lịch, nghỉ mát, chèn ơi, xe cộ đông gần ngất, những cái bãi biển đông nghịch người, đường xá thì chật nứt. Đó là một cái niềm vui. Các bạn thấy một cái đất nước sống trong hòa bình, độc lập, không có chiến tranh. Rất là vui, tôi thấy người dân Việt Nam sống, họ chỉ biết là cái ngày lễ mà cái quốc gia đã tạo cái cơ hội cho người dân nghỉ lễ, nghỉ đâu được 5 ngày luôn. Trường học, cơ sở, rồi những những cái công ty hành chánh họ được nghỉ. Đó là một cái niềm vui. Họ, người dân người ta sống rất là thoải mái. Các bạn biết họ ăn nên làm ra... xe hơi, xe ô tô kéo nhau đàn đàn, lớp lớp, đi vui chơi, giải trí. Cuộc sống rất là nhộn nhịp. Mà tôi nói, phải nói là, đúng lý ra là tôi định ở lại tham gia cái ngày 30 tháng 4. Nhưng mà vì công việc cho nên phải đi theo tiếng gọi của quê hương. Đi theo tiếng gọi của quê hương trong cái sứ mệnh mà bác và đảng giao phó. Thì các bạn thấy đó, trong khi đó cái bà gọi là Mạc Văn Trang và những cái thành phần trong cái nhóm dân chủ cụi lão thành cách mạng ngày nào ở trong nước, các bạn thấy những cái nhóm người đó họ quay ra, họ lại bức xúc, họ lại viết những cái nhan đề trên Facebook nào là 30 tháng 4 là gây nên hận thù, gây nên cái đau thương, gây nên những cái quá khứ thế này thế nọ. Mà tôi thấy người dân Việt Nam và chính quyền và cái chính phủ người ta tạo cái ngày nghỉ cho người dân để người dân họ hưởng thụ cái cuộc sống của họ sau những cái ngày làm việc nhân cái dịp lễ như vậy. Rất là vui. Tôi nói các bạn biết, không những cái điều đó nó kích cầu vào trong cái nền kinh tế, nó làm cho cái nền kinh tế được xoay chuyển và cuộc sống của người dân ngày càng thịnh vượng hơn trong vấn đề lĩnh vực kinh tế. Họ bán buôn kinh doanh, nhất là trong những cái lĩnh vực mà gọi là du lịch. Đó là một cái điều rất là tốt. Các bạn biết ở những cái quốc gia phát triển như Mỹ cũng vậy. Họ cũng dùng những cái ngày lễ gọi là quốc gia đó tạo điều kiện cho những cái người dân họ làm việc cực lực sau những ngày tháng để họ có được cái sự nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống của họ. Rất là tốt. Chứ làm gì có cái chuyện mà đất nước chọn niềm vui rồi có người buồn, có người vui. Trời ơi, tôi thấy dân Việt Nam người ta sống rất là lạc quan. Người ta càng lúc ăn nên làm ra, họ sống một cách mà mình nói phải nói là ngạc nhiên luôn. Những cái cuộc sống của họ ngày càng được về mặt kinh tế họ càng được tốt hơn và họ kiếm được tiền và họ kiếm được cái cuộc sống của họ về vấn đề mưu sinh của họ. Mình thấy họ nó càng lúc nó có những cái sự đổi mới phát triển rất là vui, rất là nhìn thấy rất là tự hào và mình vui lây. Trong khi đó những cái thành phần mà dân chủ cụi, những cái như cái nhóm gọi là dân chủ nửa mùa trong buổi xế chiều, như cái bà Mạc Văn Trang đồ, những cái thành phần trong cái nhóm đó, tôi thấy các bạn biết
Tôi nhìn thấy họ tôi thấy muốn mà ôi, già nua hết rồi, đầu thì hai thứ tóc đấy, sống thì cái buổi xế chiều thì bắt đầu lên mạng, bắt đầu chống phá xuyên tạc đất nước ở cái tuổi thanh xuân, cái tuổi mà mình còn đầy dẫy những cái nghị lực, không giúp gì được cho quê hương đất nước đấy. Mà bây giờ bắt đầu quay qua nhìn một số nan đề tiêu cực của đất nước thì bắt đầu lại đem cái ngày 30 tháng 4 ra để đặng mà gọi là nhà nước Việt Nam gây nên những cái sự hận thù. Hận, tôi thấy có hận thù gì đâu. Mà tôi thấy những cái người ở hải ngoại, những cái người mà của chế độ cũ nha, họ mới chính là những người mà thật sự mà nói, họ là những cái người ôm lấy hận thù, ôm lấy quá khứ và họ sống trong đó. Ngày 30 tháng 4 các bạn biết là tôi thấy ở đất Mỹ là, và những cái quốc gia mà những người mà họ chống phá đất nước đó, là bắt đầu họ than khóc, nào là kể lể tổ chức cờ vàng thế này thế nọ, rồi sống trong quá khứ hận thù đau thương thế này thế nọ mà nhìn về quê hương các bạn thấy người dân cuộc sống người ta sống rất là hạnh phúc, muôn màu muôn mặt muôn hình muôn vẻ rất là tốt, chứ không phải ôm hận thù ôm quá khứ cái ngày 30 tháng 4. Tôi nói chị bạn, ngay cả ở trên cái nước Mỹ này, nếu mà nói ôm hận thù ôm quá khứ chống sống trong vĩ vãn vì cái ngày 30 tháng 4 đó, thì chính những cái người mà gọi trong công cộng đồng người Việt họ mới là những người ôm quá khứ ôm hận thù. Chứ tôi thấy dân Việt Nam, chính quyền Việt Nam người ta rất là cởi mở, ngay cả nghị quyết 36 các bạn thấy hòa hợp, hòa giải, tìm đủ mọi cách xây xây cầu, xây xây đường hòa hợp, xây cầu hòa hợp, thì những người mà chống phá đất nước ở bên kia bờ đại dương á, thì họ lại tạo đủ, họ lại dùng những cái mưu mô của họ để xây cái sự ngăn cách và tuyên truyền những cái điều rất là dối trá. Tôi thấy chính họ, các bạn thấy 30 tháng 4 đó là lên trên mạng, rồi lên trong nói mà nhìn về mấy cái cộng đồng người Việt chàng ơi, họ than khóc, tôi thấy họ ngồi bắt đầu nhớ về quá khứ rồi bắt đầu nhìn về dĩ vãng dơ dáy không thể nào mà giấu giếm, mà phải chi những cái dĩ vãng gì của họ nó tốt đẹp, họ nhắc nhở để cho những cái tầng lớp sau này người ta học hỏi, mà những cái dĩ vãng nó dơ dáy, nó cái giấu giếm không được, từ ông Thiệu cho đến ông Diệm tới nỗi thằng Mỹ nó chịu không nổi nó phải bỏ rơi, rồi bây giờ ngồi đó ôm là quá khứ ôm hận thù, lại có mấy cái đám dân chủ cội trong nước già nua rồi bây giờ lại ngồi đó mỗi 30 tháng 4 tới ngồi đó cũng than khóc mướn theo mấy cái đám dân chủ, cái đám mà chống cộng hải ngoại, tôi thấy nó buồn cười làm sao. Các bạn nhìn thấy tôi nói các bạn ở trên đất Mỹ này, những cái ngày lễ, ngay cả những nếu mà nói về ôm quá khứ mà hận thù mà về cái đất nước Việt Nam của mình đó, chính người Mỹ, tôi nói thật, chính chính quyền Mỹ họ xây dựng cả một cái bức tường mà những cái người lính đó, rồi họ tạo cái điều kiện cho những cái người chống cộng hải ngoại dựng nên những cái hình tượng quá khứ đa để đặng mà xuyên tạc chống phá Việt Nam, chính họ mới là những người mà gọi là ôm quá khứ ôm hận thù, chứ Việt Nam mình người dân người ta sống rất là thoải mái, lễ lộc rồi người ta đi chơi, người ta xúm nhau người ta đi chơi, người ta làm việc người ta kiếm được tiền, người ta lo cái cuộc sống mưu sinh của người ta chính quyền cũng tạo điều kiện cho họ để họ có được những cái ngày lễ như vậy rất là tốt, chứ ai đâu mà ôm hận thù ôm quá khứ như mấy ông mấy bà ở hải ngoại, thêm cái đám dân chủ cụi trong nước như Mạc Văn Trang đồ hùa theo chị ơi, thấy mắc ấu tôi nói các bạn biết, thấy mấy bà mấy ông mà gọi là lão thành này tôi thấy mà ơn cái chè đậu Mỹ. Các bạn thấy nếu mà nói về Mỹ, người họ họ cũng tổ chức những ngày lễ gọi là
đau thương của họ nha các bạn. Các bạn nhìn đi, như mỗi vào tháng 12, tôi không nhớ ngày nào đó, khi mà cuộc chiến Nhật và Mỹ kết kết thúc đó, hàng năm các bạn biết Mỹ nó cũng làm lễ tưởng niệm, rồi gây tưởng niệm những cái ngày mà nó bị đau thương ở ở cái vùng gọi là Hawaii, Pearl, Trân Châu Cảng, các bạn thấy đây, rồi nó kể lại những cái đau thương của nó, chứ nó đâu phải là cái thằng mà gọi là mà không ôm quá khứ đâu, nó cũng cáo già chứ mẹ, các bạn thấy đâu phải giỡn đâu. Còn cái ngày độc lập hay cái ngày thống nhất quốc gia, người ta đất nước nào mà người ta không tự hào, mà người ta không hãnh diện, mà khi cái ngày cuộc chiến đất nước nó không còn, nó đã kết thúc rồi, ngay cả người Mỹ Tây cơ họ cũng có ngày gọi là độc lập của họ, các bạn thấy ngày thống nhất, chấm dứt chiến tranh trên quê hương của họ, đó là ngày Cinco de Mayo. Cinco de Mayo trong tiếng tiếng Mỹ, mà trong cái tiếng Việt của mình là cái ngày mà họ thống nhất, họ chấm dứt chiến tranh và họ giành được độc lập, họ giành được cái sự gọi là hòa bình độc lập của họ. Cinco de Mayo là các bạn biết cái ngày đó dân Mỹ ở trên đất Mỹ là họ ăn mừng và họ tổ chức rất là linh đình, đây họ vui chơi, họ sống rất là thoải mái, ngay cả người Mỹ họ cũng có ngày độc lập của họ, họ cũng tổ chức khi cái nền độc lập của họ, và họ họ cũng sống bình thường vậy thôi. Mà còn mấy cái đám mà dân chủ cụ trong nước, mấy cái đám mà ôm hận thù cờ vàng hải ngoại ngồi đó bắt đầu khóc than chàng, đất ơi, tôi nói với bạn, mấy ngày mà 30 tháng 4 nào là tháng tư đen thế này thế nọ, rồi bắt đầu len lỏi vào trong cái đang cầm gớt len lỏi vào trong cái hệ thống chính quyền của Mỹ hay cái quốc gia họ sở tại, rồi kích động để ra những cái luật này luật nọ để đặng mà tạo ra cái sự hiềm khích với chính phủ Việt Nam và người dân trong nước. Các bạn thấy chính họ là những người sống trong quá khứ ôm hận thù mà họ quay về Việt Nam nha, chàng đất ơi, họ quay Việt Nam cộng sản ngày 30 tháng 4 gây nên quá khứ hận thù cái này cái nọ, họ rất là lưu manh các bạn. Mấy cái đó là tôi nói các bạn, lưu manh chính trị, nó lưu manh chính trị dã man, nó xảo trá, nó bịp bợm, nó lừa gạt, nó lừa đảo đủ kiểu đủ cách, tôi nói thấy ơn trời đậu. Cái ngày 30 tháng 4 người ta ở trong nước, dân người ta vui vẻ, người cuộc sống người ta yên ổn, nhà nhà người người lo làm ăn kinh doanh lễ lộc, người ta nghỉ, chàng ơi, nghĩ tới qua 1 tây tháng 5 luôn, kéo dài rất là vui. Tôi thấy, tôi nhìn thấy trên mạng á, tôi thấy người dân Việt Nam á, cuộc sống của người dân á, có ai mà ôm quá khứ hận thù hay ngồi đó mà tháng tư đen, tháng tư này tháng tư nọ đâu, họ chỉ biết ngày đó là ngày lễ mà đất nước chấm dứt cái cuộc chiến tranh và cùng chung hưởng trọn niềm vui của quê hương. Bởi vậy tôi nói anh chị các bạn, mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại toàn là cái lũ bịp Việt Tân đồ, mấy Hoàng Cơ Minh đó, quên gì gì quên mất tiêu rồi, cái ông gì quên, Đào Minh Quân, cái thằng Trương khùng khùng điên điên Trương Quốc Quy rồi cũng vậy. Tôi nói các bạn biết toàn là những kẻ buôn 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 quá khứ, buôn hận thù, buôn chính trị để đặng mà kiếm cơm, rồi lừa gạt những cái người dân trong nước, những người người ta không có cái sự mà gọi là hiểu biết về vấn đề mà chính trị. Bởi vì thấy mắc rầu mấy cái đám này, bởi vì thôi thì mình dừng lại ở đây. Xin chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.